Khi thi sĩ Nguyễn Chí Thiện vạch mặt chỉ tên cái ác của Cộng sản Việt Nam, ông đã trực diện đối đầu với một hậu duệ chính thức của đề tâm quốc tế, và danh thơm của ông sẽ vĩnh viễn trường tồn trong tâm thức của nhân loại văn minh như những dòng thơ bất khuất của ông. Mời quý thính giả nghe phần bình luận của Ngô Nhân Dũng với tựa đề Ngọn lửa tâm can Nguyễn Chí Thiện, sẽ được song tập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay. Nguyễn Chí Thiện đã nhìn thấy cái ác và anh đã gọi thẳng tên nó ra. Có lẽ vì tên anh là Chí Thiện, cho nên suốt đời anh chỉ lo vạch mặt cái ác. Anh là người chứng chạc, một người thành thật, hồn nhiên, có tư cách, đáng kính trọng. Anh không khách sáo, luôn luôn khích lệ, góp ý kiến, không chờ được hỏi. Một lần, giáo sư Trần Quốc Dượng đã hỏi tôi và bạn Nguyễn Hữu Trung: các cậu có biết tại sao những người đồng canh đồng tuế lại dễ thân nhau hơn không? Dạ, ông trả lời, vì họ cùng chịu những hoạn nạn giống nhau, cùng trải qua những cuộc cách mạng, những cuộc chiến tranh, những nạn đói như nhau. Tôi cùng tuổi với anh Nguyễn Chí Thiện, nhưng quả thật, chúng tôi trải qua những kinh nghiệm cuộc đời khác hẳn nhau. Năm 1954, mẹ tôi đã dẫn các con vào Nam. Sau cuộc di cư, cuộc đời của anh và tôi đã đi theo những con đường khác. Năm chúng tôi sống ở tuổi 20, thì nhiều thanh niên ở miền Nam và miền Bắc cũng nuôi những hy vọng giống nhau. Trong bài thơ Đồng Lầy của Nguyễn Chí Thiện, có những câu: tuổi 20, tuổi bước vào đời. Hồn lỏng cao gió thổi chơi vơi, tuổi 20 tuổi của không ngờ, không sợ, viễn vông đẹp tựa bài thơ, mơ ước, đợi chờ, vĩ đại. Nhưng sau đó, Nguyễn Chí Thiện đã gặp cái ác, đã nhìn thấy rõ mặt cái ác, anh gọi đích danh cái ác. Từ đó, định mệnh của anh là vạch mặt chỉ tên cái ác. Nguyễn Chí Thiện đã vạch tội cái ác trong những trò tráo trở. Tuổi 20 mắt nhìn đời trẻ dại, ngỡ cờ sao rực rỡ, tô thắm màu xứ sở yêu thương, có ngờ đâu tráo trở đã lên đường. Năm 22 tuổi tôi làm nghề dạy học, vẫn làm thơ, mơ mộng yêu đương, còn anh Nguyễn Chí Thiện đã vào tù vì vạch mặt chỉ tên cái ác. Năm 25 tuổi, ở miền Nam, chúng tôi đang đi biểu tình đã đảo, hiến chương Vũng Tàu, nuôi hy vọng xây dựng một chế độ tự do dân chủ. Còn anh được tự do chưa đầy một năm thì lại bị bắt giam hơn 11 năm nữa. Năm 1965, chúng tôi đi làm trại công tác xã hội, cùng các sinh viên, học sinh, đi giúp đồng bào nông thôn. Còn anh đã nhìn thấy chế độ của anh, như trong bài thơ Đất Này. Đất này chẳng có niềm vui, ngày quệt mồ hôi đêm chùi lệ ướt, trại lính trại tù người đi không ngớt, người về thưa thớt dăm ba, trẻ con đói xanh như tàu lá, buồn tất cả, chỉ cái loa là vui. Ở một nơi mà cả nước phải suy tôn cha già dân tộc thì Nguyễn Chí Thiện vạch ra: mi ngu si, mi chẳng biết gì, cha mẹ mi là dân tộc Việt, anh chị mi là dân tộc Việt, mi ngủ với ai mà là cha già của họ, hỡi hồ ly. Cái ác không phải chỉ hiện hình trong một con người gian trá, mà trong cả một chế độ, một chủ nghĩa, một guồng máy. Cái ác lớn đẻ ra nhiều cái ác nhỏ. Đạo lý tối cao của xứ Đồng Lầy là lừa thầy phản bạn và tuyệt đối trung thành vô hạn với đảng, với đoàn, với lãnh tụ thiên liêng. Năm 1980, Nguyễn Chí Thiện đã viết những lời phê phán mà ngày nay các nhà tranh đấu cho dân chủ ở trong nước cũng lên tiếng tố giác, vì sau hơn 30 năm, cuộc sống của dân lành vẫn như vậy. Mấy cái đầu bé tẹo quản lý nước,
nước nghèo, cai trị dân, dân khổ, chỉ được cái lì ra không xấu hổ. Nguyễn Chí Thiện đã chỉ rõ mặt cái ác. Anh đã dùng cả cuộc đời anh để vạch trần cái ác. Cái ác của Lenin đã được nhập khẩu vào nước ta. Một bài thơ viết năm 1983, khi cả nước bị nạn đói, có người đã chết. Biện pháp hàng đầu, cái đói. Biện pháp nhiễm màu, cái đói. Khi người ta đói, xin đừng có nói văn hoa, cùng đạo lý cao xa. Vì những lời hay ý đẹp, cái dạ dày lép kẹp không nghe. Để bắt nó nghe, để bắt nó làm, phải có trại giam, cái cùm, khẩu súng, cùng muôn thủ đoạn giang hùng, dồn ép nó lâm vào thế kiệt cùng, không thể cửa. Bắt nó phục tùng, hóa thành trâu ngựa, phải tuân theo mọi yêu cầu của chế độ hùm beo. Lúc đó, ăn uống mới ban cho một tí, tèm phiếu mới phân chia từng tí. Lenin nói vô cùng có lý, khi căn dặn bọn tay chân đồng chí. Không kỷ luật nào bằng kỷ luật đói, chớ nên quên. Còn chúng ta cũng chớ nên quên, phải ghi nhớ điều này. Khống chế dạ dày là chiến lược dài lâu, chiến lược hàng đầu của đảng. Nguyễn Chí Thiện dùng thơ như một vũ khí chiến đấu với cái ác. Thơ của tôi không phải là thơ, mà là tiếng cuộc đời nức nở. Đồng thời, ông cũng ca ngợi công dụng của thơ. Anh Nguyễn Thanh Hải vừa bị kết án tù 12 năm, chắc sẽ thích thú những câu thơ viết năm 1972 của Nguyễn Chí Thiện như lời tiên tri, nhắc đến biệt hiệu điếu cày của anh. Nhà thơ có khả năng biến chiếc điếu cày thành bất tử, biến đám cầm quyền nghiêng ngả non sông, thành lũ hề nhố nhế lông bông. Tuy phải sống với cái ác hết nửa cuộc đời, nhưng Nguyễn Chí Thiện dẫn nó lên những tiếng của hy vọng. Dù thể xác lau tù héo khô muốn đổ, dù đau lòng với năm tháng vùi chôn, ta đã sống và không xấu hổ, vì ta cứu giữ được linh hồn. Nguyễn Chí Thiện, một nạn nhân của cái ác, đã ra đi, nhưng vẫn giữ được tâm hồn thiện. Những ai gần gũi anh chắc đều thấy anh tính tình hồn nhiên, giản dị. Tôi chưa nghe anh nói xấu về một người nào bao giờ, trừ cái ác. Tôi rất mừng vì trước khi anh qua đời, anh đã tìm thấy một tôn giáo. Đứng trước ngưỡng cửa giữa sự sống và sự chết, một niềm tin sẽ giúp anh ra đi trong bình an. Nguyễn Chí Thiện từ nay sẽ không còn bị cái ác quấn lấy nữa, nhưng ngọn lửa tim gan của anh sẽ còn cháy mãi trong lòng chúng ta, vang mãi vô hạn, tiếng lòng chứa chan, sáng mãi vô hạn, ngọn lửa tâm can.